Tiếp tục chương trình là thông tin về vấn đề đàm phán trần nợ công tại Mỹ. Nhà Trắng xác nhận rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này giữa chính quyền dân chủ của Tổng thống Joe Biden và các đảng Cộng hòa, đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn đang bế tắc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với các đảng viên đảng Cộng hòa khi quốc gia này có nguy cơ vỡ nợ nếu chính phủ không giành được thỏa thuận tăng giới hạn vay từ 31,4 nghìn tỷ đô la hiện tại để tiếp tục thanh toán các hóa đơn của quốc gia. Theo một quan chức Nhà Trắng, có sự khác biệt thực sự giữa các bên về vấn đề ngân sách và các cuộc đàm phán sẽ khó khăn, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm của Tổng thống đang nỗ lực hướng tới một giải pháp lưỡng đảng hợp lý có thể thông qua tại Hạ viện và Thượng viện. Hạ nghị sĩ Gareth Graves, người đứng đầu nhóm đàm phán của phe Cộng hòa tại Hạ viện, khẳng định tiến trình thương lượng đã diễn ra một cách không có hiệu quả. Ông Graves không đưa ra thời điểm khi nào hai bên sẽ nối lại đàm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Ông sẽ cắt ngắn chuyến công du của mình tới khu vực để quay trở về Washington trong ngày 21 tháng 5 nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề nợ công với phe Cộng hòa.